thứ này. Bây thứ cắp này. Ấy. Bốn thứ. Rồi, đẻ con luôn rồi. Hello, xin chào các bạn. Các bạn còn nhớ cây câu bê tông của mình không? Để mình nhắc cho các bạn nhớ nha. Đó thì hồi đó mình đã từng chế càng câu bê tông này và mình đi câu cá rất là đạt luôn. Kết quả là dính con cá siêu khổng lồ luôn. Thì hôm nay mình đem viện bảo tàng các bạn coi nè. Mấy con nhện làm ổ quá trời luôn. Mình thấy nó cũng khá là lợi hại nhưng mà mình sử dụng một lần thì mình khá là đáng tiếc. Cho nên ngày hôm nay mình sẽ sử dụng, mình sẽ đi không phải đi câu nha. Lần này mình sẽ lấy đi đu rê cá lóc coi thử dính luôn các bạn ơi. Đó. Mình hy vọng ngày nay mình sẽ lấy càng câu bê tông này mình lọc kỷ lực, mình sẽ đi đu rê cá lóc dính nha. Bây giờ mình sẽ quăng con mồi cho các bạn xem. Nhưng mà trước khi quăng thì mình phải lưu ý một chút nha. Đó, mình phải kéo như thế này nè. Đó, dưới cây này quăng thì không thể nào được nha. Đó, thấy chưa, vượt quá trời luôn. Đó, thì bây giờ mình sẽ quăng cần nha. Ôi trời, trời ơi. Quá là đạt luôn. Kéo vô. Ủa, con mồi nó chạy nước kêu mà ta. Ủa, lên xịn luôn. Không. Wow, trời ơi, xém dính luôn. Wow, trời ơi, nó nặng quá trời luôn. Hôm nay mình lâu sử dụng quá, ngày nay quá trời nặng luôn các bạn ơi, nó nặng nè. Trời ơi, nó nặng nè. Giờ như tiếp tục quăng cần. Chào, trời ơi, quá lợi hại luôn. Cái câu này là sông lớn bảo đảm dính cá mập liền. Trời ơi, nó đã nè, nó mượt nè. Wow, trời ơi, nó mượt nè. Ôi, trời ơi, xém dính rồi em ơi. Ủa, anh Tư đang làm gì hết rồi? Anh Tư đang lấy cái câu này đi đu ghê em ơi. Ủa anh Tư đi đây chủ đề gì anh Tư? Trời trời thì đi đu rê chủ đề sinh tồn. Tại hôm nay có nhiều bạn yêu cầu mấy năm mà đi đu rê sinh tồn. Cho nên ngày hôm nay anh Tư quyết định lấy hàng câu này đi đu rê sinh tồn cho bạn xem luôn. Trời ơi anh Tư ơi, anh Tư lấy cái hàng câu này mình đi sinh tồn á, làm sao mà có ăn được. Đúng đúng. Sao có ăn em, trời trời em giỡn hoài em không nhớ sao. Cái hàng câu bê tông này là đã từng nghe danh tiếng lẫy lừng dính cá siêu khổng lồ luôn. Ngày nay mình sẽ đi đu rê sinh tồn bằng cái hàng câu này được không? Ủa mà anh Tư dính cái lóc chưa anh Tư? Chưa dính. Chưa dính mà anh Tư nói. Trời trời. Thì ngày nay trải nghiệm mới được chứ em đó. Thì ngày nay mình sẽ đi đu rê một ngày sinh tồn đi. Chứ hôm nay á, các bạn comment quá trời, mấy anh em mình không làm sinh tồn đâu. Các bạn giận cho em coi. Trời ơi thôi đi anh Tư ơi. Để em lấy cái hàng câu mấy ngàn của em á anh Tư. 1 phút 30 giây là có ăn rồi anh Tư ơi. Còn cái hàng câu này 1 năm không biết dính con nào chứ nữa. Đúng, hợp lý. Nhưng mà quý bạn nhận cái trời hôm nay mưa bão quá trời nè. Mấy anh em mình đi đu rê không biết cá ăn không nè. Ủa mà anh Tư ơi. Hả? Mưa mà anh Tư có ăn không? Có chứ, không ăn sao sống trời. Ủa, mưa anh Tư cũng biết ăn, con cá nó cũng biết ăn vậy. Không biết lắm. Hả? Cá lóc ăn không? Ăn chứ. Thôi, thì bây giờ cây câu đi đu rê được không? Để được. Được phải không? Nhưng mà em thấy không ổn anh Tư ơi. Thôi, thì bây giờ mình có tiêu đề như thế này đi. Thì ngày nay thôi đáng lẽ mình tính lấy càng câu điêu rê nhưng mà quý hoàng nó cản không cho mình điêu rê thôi. Thì bây giờ em sẽ lấy càng câu máy đứng đây, mấy ngàn đây, em có mấy ngàn phải không? Dạ có. Dạ bây giờ anh sẽ lấy câu máy đứng. Thì mấy anh em mình sẽ đi điêu rê một ngày sinh tồn cho bạn xem nha. Chứ cái tem tụi mình là các bạn thông cảm nha, tại vì vô việc học quá trời rồi nó không thể nào mà gom lại đầy đủ nha. Có mặt cái này thì nó thiếu đứa kia, còn có đứa kia thì nó thiếu đứa nọ, có đứa kia thì nó thiếu đứa dài dòng quá. Đi luôn anh Tư ơi. Thôi mình mời các bạn theo chân mình nha. Hy vọng ngày nay sẽ dính cá mình nướng cho ăn cho bạn xem nha. Đi thôi. Ok rồi ơi, mình vô cái ao này. Hồi nãy mình lỡ gáy với anh Tư là mình sẽ kiếm cá trong 1 phút 30 giây á. Giờ mình vô ao này ráng kiếm bệnh con hay con. Đây, cái ao này bố mình dính lấy được ngái đồng nữa nè. Đây, hồi bố mới vô mình thấy có mấy con cá nó nào ao. Con thử này. Thử táp không? Bốn thứ. Rồi, đẻ con luôn rồi. Con thử này. Thử táp không? Ấy. Bốn thứ. Rồi, đẻ con luôn rồi. Trời ơi. Rồi, chết xong rồi mấy bạn ơi. Cây tư nhờ. Đẻ con luôn. Cái câu gì vậy? Gãi luôn. Nhưng mà không sao, dính được con là được các bạn ơi. Anh ơi!
Trời trời, mấy đường dính lẹ dữ hả? Một đường một à. Trời trời. Vô quăng đường ngay chỗ không cá chạy á anh Tư. Anh Thu. Vậy là ngày nay mấy anh em mình thành công rồi. Bây giờ thì sao ta? Bây giờ cắt cái đầu mình ra được không? Em cũng không biết nữa anh Tư ơi. Thôi ơi, uổng vậy. Trời ơi. Thôi giỏi dữ trời, mới một đường một thành công à. Hả? Wow, quá đỉnh luôn. Cái có trứng nữa anh Tư ơi. Trời ơi, quá là thành công có rồi. Có bụng nữa kìa. Trời, cái này cả máy cả tống gì ta? Cả máy. Trời ơi, một đường một thành công à. Trời ơi. Cái cần mới mua của con kia xong giờ về chết rồi. Em mới chia lại của con kia hả? À, không, kia mới chia lại em. Vậy hả? Nhiêu tiền? À, 350. Trời trời, cần 350 mới quăng đường à. Bị hư rồi. Máy nhái luôn anh Tư. Dây nữa. À, cũng được. Ui. Máy này cũng máy ngang, cũng mắc tiền mà. Anh thấy cái lóc nào không này đâu rồi. Tấp thụ quá bà ơi. Ủa mình kéo chậm nha, tấp thụ cá bự á. Rồi bạn ơi, mình tính vô rơi mình gặp đại ca rồi. Ôi. Từ đại ca. Trời chơi rồi. Lùm rồi đó. Ui, đằng em ra. Đằng em ra bạn ơi. Ok rồi, đây mình thấy ống rồng hay gì nè. Từ đó mình qua, ui con cò, có thòn. Đó. Ủa mình kéo vô tới đây tắt mình luôn nè. Giờ tới phiên mình ra tay. Nhưng Hoàng thì nó mới đổi cây cần nó lại. Nhưng Hoàng nó mới quăng đầu tiên, con đầu tiên gãy cây cần luôn. Hy vọng cây cần của mình ngày nay sẽ không gãy nha. Ủa mà của mình đâu có dính cá đâu gãy. Trời mưa này cá lóc nó cũng nhát nữa. Hôm nay mua quê mình mưa bão quá trời luôn. Mấy cá nó cũng nhát. Hả? Trời trời, không lẽ nó dính nữa ta? Thì nó nhảy dữ rồi ta. Đừng có nói hoàng dính nữa em. Trời trời, nhảy dữ rồi ta. Hay dữ rồi. Đâu? Hồi đó em cho ông Tư ăn cá này, em ăn cá bự. Trời trời, hay dữ rồi ta. Hay dữ rồi trời. Ôi nó mạnh nè. Mấy đường em? Hả? Hai ba đường vậy anh Tư ơi. Trời trời, anh Tư ở trong dính con nhỏ cũng được mà không dính luôn nữa nè. Đúng là cần thủ có khác các bạn ơi. Thì con Hoàng nó rê rất là giỏi, còn mình đó là cần thủ mới tập chơi thôi nha. Các bạn đừng cười mình nha. Mới tập chơi mà sáng đòi đi sinh tồn một mình rồi. Đúng rồi. Mà sáng mà đòi đi sinh tồn một mình đó, mai có Huy Hoàng đi theo chứ mấy mình đói luôn quá. Quá đỉnh. Con nhận Huy Hoàng là thánh rê thiệt các bạn ơi. Rê gì mà khủng khiếp quá. Mình chưa kịp dần dính hai con rồi. Quá là dữ thiệt chứ. Nhưng mà mình nghĩ là có công mài sắt có ngày lên kim. Đúng đúng. Mình luyện trong vòng 10 năm 20 năm mình sẽ giỏi bằng Huy Hoàng thôi. Giờ không giỏi thì vài năm sau mình cũng giỏi à.
mình luyện tới chừng nào mà 60 tuổi mình cũng giỏi à, mà mình luyện lâu quá chắc mình xuống lỗ luôn quá. What? Giận đi thôi. Thôi mình thấy cái đìa này khá là im luôn mà chào mình sẽ quăng này. Mình nghĩ càng câu mấy ngang nó xài im hơn càng câu mấy đứng, nó kéo nhái mình thấy nó mượt hơn. Mình liền sao mình quăng màu lên bờ không? Thật là quải trường các bạn à. A few moments later. Các bạn ơi, thì sau một ngày đi ru rê sinh tồn thì cuối cùng mấy anh em mình đã được có hai con à. Nhưng mà rất tiếc mình á là cùi bắp mình không dính con nào hết trơn à. Trời trời, sao trên đời không có sự công bằng hết trơn, quý bạn anh Tư rê đỉnh như vậy mà sao không dính cái gì hết trơn à. Trời ơi, anh Tư rê cùi bắp mình chết, quăng đùng 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 cá nào ăn. Thôi, thì cá này đáng lẽ là mình định thả nó luôn, nhưng mà mình đi ru rê á mình không dính nước cho nên nó chết rồi. Thì như là đứa hứa thì bây giờ mình sẽ nướng cá ăn. Rồi em lấy con cá em làm cho nó xỉu để lửa đây nè. Quý bạn. Đây, bây giờ mình sẽ nướng cá ăn, nói chung là đi sáng giờ cũng đói bụng rồi. Giờ mình sẽ châm lửa lên. Ok anh Tư ơi, cá xỉu rồi. Xỉu rồi thì nướng ăn thôi. Hôm nay mấy anh em mình ru rê là thả không à, cho nên ngày nay thì mình xin toàn mình nướng cho ăn một bữa nha. Hôm nay Hoàng nó cũng thèm cá nướng dữ lắm rồi. Thấy cái mặt nó thiếu dinh dưỡng không? Đó, xì thiếu dinh dưỡng luôn nè. Tôi nghĩ chắc chín rồi đó. Trời ơi, trái quá trời nãy không chín nữa thôi luôn á. Đổ muối ra trước à. Đổ muối đi. Đây. Thôi rồi, hai em cá này uống luôn thù nù luôn. Quá đã em ơi, dặn ươm luôn. Ôi, trắng tươi luôn em ơi. Ôi. Quá nè, trắng tươi luôn một em. Đó. Còn em khổng lồ này biết chín chưa nè. Bỏ nó bự nè. Bỏ nó trắng tươi luôn. Chứ tươi nướng hồi nữa là hành cho luôn á. Đúng rồi. Ôi, dặn ươm luôn. Ôi. Trời ơi, quá đã luôn. Đó thì ngày nay công trận của hai anh em mình đi du ghê một ngày sinh tồn mà quá là thành công luôn. Mà con cái cá táp quá trời mà không dính nhiều ha. Nhưng mà sáng giờ mà anh Tư không có em là anh Tư đói rồi đó Tư. Đúng rồi, thì bây giờ là mình khui cá ra thử nó có trứng không, thấy cái bụng bự bự nè. Khui thử coi. Nóng quá. Nóng hả? Hả? Ôi ôi. Ủa bắt có nè. Ôi mẹ ơi. Chín rồi, chín rồi. Thôi. Ôi, có trứng rõ ràng rồi. Ôi. Các bạn ơi, thì cá này quả không hay lầm. Ê, trời ơi, hai con này hổng thiệt chứ. Phá phá. Chạy vô miếng chạy. Đi ra ngoài đi. Trời ơi. Dạ. Quả là không lầm thiệt em ơi, nó có trứng rồi. Ôi. Ôi, nó có trứng nè. Wow. Wow. Hai trứng bự chảo, tiếc quá bạn ơi, nếu mà nó sống thì mình thả nó rồi. Thôi thì bây giờ mình ăn cái này đi nè. Ôi, anh Tư khuôn này đã, anh Tư ăn con kia. Nó còn nóng lắm, bây giờ mình ăn cá nguội trước đi. Trời ơi. Các bạn coi nè, vàng ươm luôn. Hai con kia đi áo khác đây. Trời ơi, vàng ăn của mình thấy ghê luôn. Đây, mình sẽ chấm muối nha. Mời bạn mấy cái lóc mình nha. Quá ngon. Mời các bạn đây nè, cái con cá lóc mà mình cộng dính các bạn ơi. Xui quá trời, mình ở lớp tiết mình cộng dính. Hy vọng một ngày nào đó không xa mình sẽ dính cá như Huy Hoàng nha. Khoan. Ủa, anh Tư có xin em chưa mà anh Tư ăn không Tư? Cho anh ăn miếng nha em. Được không? Để chắc không anh Tư ơi. Trời trời, không lẽ anh khui tới vậy mà không cho ăn thèm quá à. Để em. Anh. Rồi cho Tư ăn. Trời trời, thiệt chứ là ích kỷ thì chứ thôi. Thì mình không có dính cá thì thôi, nói chung mình ăn ké đi các bạn ơi. Nó ngọt ngay luôn. Mình chấm miếng này cho đã coi. Đây, mời các bạn miếng cá lóc của mình nha. Nó quá ngọt luôn. Quá là không sai, cá lóc đồng nó ngọt quá trời em ơi. Em mới anh Tư nói sai sao á. Sao? Em nghe anh Tư nói mời bạn ăn con cá lóc của mình nghe. Miếng cá lóc của anh. Em hay bắt lỗi anh quá. Mà công nhận cá đồng nó ngọt thiệt hả Huy Hoàng? Ủa ngon quá. Nó ngon nè. Cá này là Duy Hoàng nó đưa cái máy cho mình quay rồi cho nên nó không có thấy cảnh dính nha. Nếu không là dính, thấy cảnh dính rồi. Nè cái cây nè cho em nè. Nè đó ăn đi. Ôi ôi.
Ngọt quá trời em ơi. Em ăn cái trứng thử thì ngọt không? Hả? Ủa nóng. Con cá đồng công nhận nó dễ thịt, nó ngọt quá trời. Hàng diện cá đồng nó mắc tiền là phải rồi. Con cá này mày dám bẻ gãi càng câu của tao, tao phải ăn mày. Thủ phạm phải không? Hả? Ừ. Mình có một người anh ở Mỹ nói khi nào về đây thì nhờ Quy Hoàng nó câu cá lóc cho ăn nha. Thì hy vọng một ngày không xa anh đó sẽ về đây, mình với Quy Hoàng sẽ đi đu rê. Mà mình sẽ cố gắng mình rê cho ảnh con cá lóc khổng lồ anh ăn. Mà cá lóc đồng anh mới chịu nha. Anh phải ăn cá lóc đồng lắm. Nhưng mà ngặt cái ở bên Mỹ không có cá lóc đồng ăn em ơi. Cả Mỹ người ta nuôi toàn cá khủng không à. Cá xấu cái này cái kia còn cá lóc không có. Mày chín chưa anh Tử? Chín rồi. Ngọt lắm, ăn thử em. Ôi. Thơm á. Béo anh Tư ơi. Béo lắm phải không? Đâu anh Tư cảm nhận cái trứng thử coi. Trời ơi, cái trứng nào quá đã luôn các bạn ơi. Mời các bạn nha. Nó béo quá trời luôn. Đã. Do ngày nay bão tố quá trời xuống mấy anh em mình chín cá nhiều quá. Tại vì trời mưa quá trời các bạn, cá nó cũng nhát nữa, với lại nước nó hơi đục nữa, cá nó không có tát. Ngon rồi. Bữa nào anh em mình đi xin tòm đó anh Tư ơi. Ok. Mà tiếc quá ngày nay không có tem mình đi ha. Nếu mà có cái nó ăn cá lóc đã em. Ơi nhưng mà có hai cái lóc anh em mình ăn chưa đủ, nghĩ cho nguyên tem ăn được. Thì mình đi chợ mình mua thêm vài con nữa ăn em. Thôi nói giỡn các bạn ơi, thì ngày nay mấy anh em mình đã trải nghiệm ru lê bằng cái cây ru lê cá lóc bằng cái cây bằng câu bê tông, nhưng mà kết quả thất bại bạn ơi. Nhưng mà sự cố bất ngờ thì Quy Hoàng nó vừa dính cá là gãy càng câu mấy ngang 500k của nó luôn. Thôi thì dầu sao mình cũng đã thành công trong cái việc mà sinh tồn ru lê cá lóc nha. Thì nếu bạn nào yêu thích cái video hãy cho mình một like, một ký, một chia sẻ. Hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau nữa nha. Bye bye, tạm biệt các bạn. Bye bye.